thứ sáu tuần thứ 10 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 5 câu 27 đến câu 32. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ: anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi, thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng ai rảy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rảy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rảy thì cũng phạm tội ngoại tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề cập đến hai vấn đề quan trọng trong đời sống hôn nhân gia đình: chớ ngoại tình, đừng ly dị. Đây là hai vấn đề thời sự của xã hội ngày hôm nay. Chống lại sự bất trung, Chúa Giêsu lên án cái nhìn ngắm không trong sạch của những ước muốn xác thịt, liều mình đi đến chỗ phạm tội trong tâm hồn. Ai nhìn người phụ nữ mà ước ao phạm tội thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Qua đây, Chúa Giêsu đưa chúng ta đi vào chiều sâu của con người một cách dứt khoát. Đòi hỏi của Chúa Giêsu mang tính tận căn, vượt quá luật Môsê. Không phải là tránh ngoại tình trong hành động, mà còn phải tránh cả ngoại tình trong tư tưởng, trong trái tim. Ngày nay, trên các tạp chí và các trang mạng xã hội không thiếu những hình ảnh tươi mát, châm ô. Chúng ta đã quen với một nền văn hóa tiếp thị hình ảnh như thế. Từ nhìn đến thèm muốn cháy bỏng, rồi dần dần sa ngã thực sự. Nạn mại dâm, ngoại tình, đổ vỡ trong hôn nhân gia đình vẫn là chuyện nhức nhối. Từ đó phát sinh bao bệnh tật và tệ nạn trong xã hội. Thế nên, làm sao để cái nhìn của tôi được trong sáng ngay giữa một thế giới ô uế? Làm sao để tôi không coi người khác chỉ là đối tượng của dục vọng xác thịt? Làm sao tôi có thể quay đi mà nhắm mắt để được tự do? Chúng ta hãy nghĩ đến những tư tưởng tốt đẹp. Hãy nuôi dưỡng mình bằng chính lời Chúa, bằng mình và máu Thánh Chúa, để được thanh luyện, được bền vững trong tình yêu, được nâng cao và đạt tới sự sống đời đời. Chúng ta hãy biết can đảm từ bỏ những gì cản trở chúng ta thực thi giáo huấn của Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tiến lên theo Thánh Thần thúc đẩy, để chúng con không chiều theo những ước muốn và hành động của xác thịt, luôn biết sống trong tự do của Chúa. Nhờ đó, lề luật của Chúa sẽ trở nên nguồn an ủi và sức mạnh của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết sống và gìn giữ luật của Chúa với tình yêu và sự tín trung. Amen.